Xin chào tất cả quý vị và các bạn đến với chương trình tin tức và bình luận trong ngày hôm nay Và thưa quý vị có vẻ như là Trong ngày hôm nay thì Tất cả truyền thông báo chí chỉ có xoay quanh cái vấn đề Về cái trận bão Milton Nó đang chuẩn bị Tiến vào bờ Ở tiểu bang Florida Tin tức cho biết là cơn bão này Với cái sức gió có thể lên đến 150 dặm một giờ Và hiện tại bây giờ thì Ở 11 quận ở Florida Những người dân ở đó đã được yêu cầu là phải sơ tán. Nếu mà tính ra thì khoảng tầm 9 triệu người ở khu vực đó. Một cái điểm mình cũng thấy hơi khá lạ là ở trên các cái mạng xã hội thì nhiều hình ảnh cho thấy là bà con đổ xô đi mua nước, mua khăn, mua giấy. Thì mình vẫn chưa có hiểu rằng là những quý vị này là ở trong cái vùng bão hay là những quý vị này ở ngoài cái khu vực. Tại vì nếu mà quý vị ở ngoài khu vực đó thì cái cơn bão nó cũng sẽ không có ảnh hưởng lắm đến quý vị. Thì hà cớ gì mà quý vị phải đi mua nhiều nước tích trữ nước và giấy nhiều như vậy. Còn những quý vị ở trong cái tâm bão thì quý vị đã bắt buộc là phải di tản thôi. Thì nếu mà họa may thì quý vị có thể mua vài két nước để ở trong xe để quý vị di chuyển thì có để mà uống. Chứ mà nói mà để mua hàng chục két nước để mà dự trữ thì mình vẫn chưa có hiểu cho lắm. Nhưng mà tin tức cho thấy thì là hầu hết tất cả các cái chợ đều hết nước, hết giấy ở Florida thưa quý vị. Tin cũng cho biết là trên các cái tuyến xa lộ kẹt xe tại vì là bà con cô bác ai cũng di tản mà cho nên là kẹt xe trên họ phải ngồi ở trên xa lộ cũng phải hàng chục tiếng mới có thể thoát ra khỏi được cái tiểu bang Florida thưa quý vị. Thì vào cuối tuần vừa qua thì ông thống đốc của tiểu bang Florida đó là ông Ron DeSantis cũng đã ban bố tình trạng khẩn cấp cho 51 trong số 67 quận hạt của tiểu bang này. Biden thì cũng đã phê duyệt yêu cầu tuyên bố tình trạng khẩn cấp trước khi mà cái cơn bão này nó đổ bộ vào tiểu bang Florida. Và ông cho phép Bộ An ninh Nội địa và Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang phải phối hợp các nỗ lực cứu trợ thiên tai và cung cấp hỗ trợ phù hợp cho các biện pháp khẩn cấp cần thiết. Có vẻ như là sau cái trận bão Hurlin thì cái chính quyền Biden Harris này đã nhận ra được rằng là nếu mà không giả vờ quan tâm đến người dân thì sẽ không có mấy tốt vào cái thời điểm này, đặc biệt là cái mùa bầu cử và nó sẽ làm ảnh hưởng đến bà Kamala Harris. Cho nên là bây giờ thì có vẻ như là ông ta phần nào sốt sắng hơn không có còn đi về nhà để mà tắm nắng như những gì mà đã diễn ra cho cái trận bão lên vừa mới diễn ra cách đây khoảng chừng 2-3 tuần thôi thưa quý vị. Quý vị còn nhớ là khi mà cơn bão đổ bộ vào North Carolina, South Carolina, Georgia và Florida thì Biden đang tắm nắng ngoài biển. Kamala Harris thì đi sang California tiệc tùng, dơ tay xin tiền, cứu trợ cho cái chiến dịch tranh cử của bà ta. Và sau đó thì quý vị đã biết chuyện gì xảy ra rồi. Không những lần này Biden không đi nghỉ mát, không những lần này Biden không về quê để tắm nắng nghỉ mát mà ông ta còn hoãn lại luôn cái chuyến công du nước ngoài của ông ta. Cho biết là ông cần phải ở lại thủ đô để đối phó với cái cơn bão Milton. Quý hóa quá phải không thưa quý vị? Phải nói rằng là lãnh tụ kính yêu của chúng ta thật sự là rất là thương dân, vì dân, lo lắng cho dân cho nên là không có xuất ngoại thưa quý vị. Được biết là ông đã lên kế hoạch để đến Đức và Châu Phi, nhưng mà giờ thì cho biết là sẽ sắp xếp lại lịch sau. Trong một cuộc họp vào sáng ngày hôm nay thì Biden đã thúc giục người dân ở Florida nên lập tức sơ tán đến nơi an toàn. Ông gọi đây là một cái vấn đề sống còn. Nguyên văn, nếu mà khu vực đã ban hành lệnh sơ tán, các bạn cần lập tức làm điều này. Các bạn cần sơ tán ngay. Đây là vấn đề sống còn, tôi không hề cường điệu hóa. Quan tâm với người dân quá mức thưa quý vị. Phải nói rằng là lãnh tụ kính yêu của chúng ta đúng là có quan tâm đến người dân thật sự. Còn Kamala Harris thì làm gì thưa quý vị? Bà ta cũng sốt sắng gọi cho người này gọi cho người kia tỏ ra ta đây quan tâm đến cái tình hình. Nhưng mà tại sao bão hơi lên thì bà lại không quan tâm? Bây giờ bà ta lại thay đổi một cách nhanh chóng như thế vậy chuyện gì đã xảy ra cho bà ta thưa quý vị. Quý vị nhớ là hôm qua thì cho như có loan tin cho biết rằng là bà ta đã cố gắng gọi cho ông thống đốc của tiểu bang Florida mà ông này không thèm bắt máy. Đó. Hôm nay thì phóng viên có hỏi bà ta về cái sự việc này. Thì thay vì bà làm rõ cái sự việc rằng là bà chưa hề gọi cho ông ta đi. Thì bây giờ bà ta lại hùa theo với phóng viên. Và tố cáo ông thống đốc tiểu bang Florida. Cho rằng mọi người đang rất cần sự hỗ trợ ngay lúc này. Và chơi trò chơi chính trị vào lúc này, trong những tình huống khủng hoảng này, vào cái thời đỉnh điểm của các tình huống khẩn cấp, điều đó hoàn toàn không có hòa giải. Nó là một sự ích kỷ. Và đó là trò chơi chính trị thay vì làm công việc mà bạn đã tuyên thệ đó là đặt người dân lên hàng đầu bà ta tấn công ông thống đốc uh, của tiểu bang Florida. Ý bà là ông thống đốc này đã chơi trò chính trị và không có làm tốt cái công việc chuẩn bị ứng phó với cơn bão. Được cười nữa là bà kêu là phải đặt người dân lên hàng đầu thưa quý vị. Nếu bà thật sự đặt người dân lên hàng đầu thì tại sao bà lại qua Los Angeles để mà ngửa tay xin tiền cho cái chiến dịch tranh cử của bà ta trong khi cho đến bây giờ đã có 230 người dân được cho là đã chết ở trong cái trận bão Herlin vừa qua. Rồi bà nói là bà đặt người dân Mỹ lên hàng đầu, thì tại sao bà lại tuyên bố là bà sẽ cho Lebanon, một cái nước có hàng ngàn những cái tên khủng bố ở đó, 175 triệu đô la, mà bà cho là để cứu trợ họ, giúp họ được nước sạch thức ăn, cũng như là có chỗ nương thân. Trong khi những người dân ở North, ở South Carolina, ở Georgia, ở Florida, thì họ lại không có được cái đặc quyền đó. Rồi bà nói rằng là bà quan tâm đến người dân, đặt người dân lên hàng đầu. Tại sao bà chỉ có ném cho người dân chỉ có 750 đô la? Mà bây giờ tin cho biết là nhiều nơi thật sự đó là họ chỉ nhận được có 300 đô la thôi thưa quý vị. Một, một cái điểm cũng khá là nực cười. Bà kêu gọi người dân phải đi đăng ký, phải đi ghi danh để xin được cái tiền hỗ trợ đó. Trong khi họ mất nhà mất cửa, kê viết họ không có đó thì họ ghi danh bằng cách nào? Nếu mà ghi danh online thì, thì điện điện ở đâu có? Cúp điện, cúp internet vậy thì họ ghi danh kiểu gì thưa quý vị? Nói tóm lại là bà ta cho rằng là phải đặt người dân lên hàng đầu nhưng mà ngay chính bà ta đã đưa người dân vào cái hạng cuối cùng. Như vậy mà bà ta có thể phát biểu được cái câu đặt người dân lên hàng đầu thưa quý vị từ khi nào bà quan tâm đến cái tính mạng của người dân hoa kỳ như thế vậy và từ khi nào thì bà lại hăng hái xông vào trận để tỏ vẻ như ta đây là cái người lãnh đạo ai mượn cái nhiệm vụ của bà đâu đây có phải là cái nhiệm vụ của bà hay không biden có cử bà đại diện cho ông ta để gọi liên lạc cho ông thống đốc của tiểu bang florida hay không có vẻ như những cái việc mà bà ta được trao phó thì bà ta không có thể nào hoàn tất còn những cái việc mà không hề trao thì bà lại sấn vào tỏ vẻ như ta đây bận rộn thưa quý vị. Và sau khi mà bà ta chỉ trích ông thống đốc của tiểu bang Florida cho rằng là ông chơi cái trò chính trị trong cái trận bão này thì ông Ron DeSantis đã lên tiếng cáo buộc bà Harris cho rằng bà mới là cái người chính trị hóa cơn bão. Ông cho biết là ông đã từng giải quyết vô số các cái cơn bão trong cái cương vị là một thống đốc của ông ta trong nhiều năm. Ông cũng chẳng có hề ngại cái việc trả lời điện thoại của bất cứ tổng thống của đảng nào. Biden ông cũng bắt máy mà tổng thống Trump ông cũng đã bắt máy. Cho biết rằng bà Kamala là một cái người ảo tưởng khi cáo buộc ông chơi cái trò chính trị. Ông cho rằng tận dụng mọi nguồn lực có sẵn bao gồm cả từ chính phủ liên bang để chuẩn bị cho cơn bão. Đồng thời, ông cũng đã liên lạc với cả Biden và các quan chức của cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp liên bang để chuẩn bị và vì vậy, việc Kamala Harris cố gắng nói rằng sự tập trung duy nhất của ông ta vào người dân Florida bằng cách nào đó là ích kỷ là ảo tưởng. Bà ấy không có một cái vai trò gì trong cái chuyện này. Trên thực tế bà ấy đã là phó tổng thống trong 3 năm rưỡi. Tôi đã xử lý một số cơn bão dưới thời chính quyền này. Bà ấy chưa bao giờ đóng góp bất cứ điều gì cho bất kỳ nỗ lực nào trong những cơn bão trong suốt 3 năm rưỡi vừa qua. Vì vậy, điều tôi nghĩ là ích kỷ là bà ấy cố gắng gây ra cái chuyện này. Yes, I've had storms under both President Trump and President Biden, uh, and I've worked well with both of them. She's the first one who's trying to politicize the storm, and she's doing that just because of her campaign. She's trying to get some type of an edge. she knows she's, she's doing poorly, and so she's playing these political games. I don't have time for political games. I've got peoples whose lives are on the line. I've got peoples whose homes and their possessions are on the line, and we are focused 100 percent on that mission. ông nói rằng năm qua Florida có. Tại sao những năm đó, bà ta không có hăng say. nhảy vào để mà liên lạc người này liên lạc người kia để mà gọi hỏi thăm gọi hỏi han mà tại sao chỉ có cho đến bây giờ thì bà ta mới làm cái hành động này ông Ron DeSantis cho rằng ông đã làm tốt cái công việc của ông và bà ấy là cái người đầu tiên cố gắng chính trị hóa cái cơn bão này bà ấy làm điều đó chỉ vì cái chiến dịch của bà ta bà ấy đang cố gắng giành được một số lợi thế bà ấy biết mình đang làm không tốt cho nên là bà ấy đã tham gia vào những cái trò chơi chính trị này Ông cũng cho biết rằng ông không có cái thời gian cho những cái trò chơi chính trị này. Tôi có những người đang phải đối mặt với nguy hiểm đến tính mạng và tài sản. Và chúng tôi tập trung 100% vào nhiệm vụ đó. Tôi không lo lắng về việc tham gia vào những trò chơi chính trị của bà ấy. Và vì vậy bà ấy đang ích kỷ khi cố gắng gây ra điều này khi chúng tôi đang làm việc rất tốt. Ông thống đốc tiểu bang Florida, ông nói đúng chứ đâu phải không đâu. Bà ta mới là cái người đang gây rối này thưa quý vị trong khi tiểu bang của người ta 6 triệu người dân bây giờ phải di phải di rời phải di tản trong khi đó bà bây giờ chơi cái trò chính trị ngay chính Biden cũng đã lên tiếng cho rằng là ông thống đốc này đang làm một công việc tuyệt vời vào ngày hôm nay nè Biden đã được hỏi về ông DeSantis và liệu ông có hợp tác khi cả Florida và chính phủ liên bang chuẩn bị cho trận bão này hay không thì Biden cho rằng thống đốc Florida đã hợp tác Ông ấy nói rằng ông ấy đã có tất cả những gì ông ấy cần. Tôi đã nói chuyện lại với ông ấy ngày hôm qua và tôi nói, "Không, ông đang làm rất tốt. Mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp. Chúng tôi cảm ơn ông vì điều đó." Biden cho biết là mọi thống đốc, mọi thống đốc từ từ Florida đến Bắc đến đến North Carolina đều hoàn toàn hợp tác và ủng hộ. Có vẻ như là Joe Biden vừa tát cho camera một cái tát từ quý vị khi bà này thì khiển trách thống đốc của tiểu bang Florida thì Biden lại khen ông ta cho rằng là ông ta đang làm tốt cái công việc. Cảm giác như là Biden vừa bán đứng Kamala thưa quý vị. Thay vì về phe của bà ta thì ông ta lại tán dương ông thống đốc này. Mình nghĩ là Biden có vẻ như là đang ngầm cho người dân biết rằng là ông ta cũng không có ưa gì bà này thì phải thưa quý vị. Tại vì sao? Tại vì cũng vì cái bà này mà ông ta đã mất cái cơ hội để mà được tranh cử nhiệm kỳ 2 này thưa quý vị. Và cũng vì bà Kamala Harris mà bây giờ ngay chính vợ của ông ta cũng đã quay mặt lại với ông ta. Như quý vị thấy đó, dạo gần đây là bà ta đâu có quan tâm gì đến ông đâu. Tại vì cái người phụ nữ này, vợ của Joe Biden là một cái người tham quyền cố vị. Một cái người ham danh vọng thưa quý vị. Ham quyền lực, khát khao quyền lực. Cho nên là bà biết rằng là chỉ còn vài tháng nữa thôi là bà đã mất hết tất cả rồi. Cho nên là bà rất là cay cú Và tất nhiên là không biết Chuốt cái cơn giận vào ai Thì bây giờ bà chuốt cơn giận vào chồng bà thôi Mà mình nghĩ đây không phải là cái tát Đầu tiên đâu thưa quý vị Cái tát trước kia nữa đó là Trong cuộc vận động tranh cử của bà Vào cuối tuần đó Thì tất cả các đài truyền hình lớn đều Truyền hình trực tiếp Cái cuộc vận động của bà Nhưng mà ngay sau đó thì Joe Biden lại xuất hiện Họp báo Thế là tất cả truyền thông báo chí đều quay lưng lại với Kamala Harris và họ bắt đầu truyền hình trực tiếp Joe Biden. Mình nghĩ đó là cái tác đầu tiên đó thưa quý vị và hôm nay là cái tác thứ hai cho Kamala Harris. Nhưng mà những gì mà bà ta đang làm thì cũng đủ cho chúng ta thấy được rằng là bà đang lo lắng cho cái cuộc đua này của bà ta. Bà biết rằng là những gì mà bà đã làm đặc biệt là vào cái tuần vừa qua hai ba cái tuần vừa qua với cái trận bão Helene người ta đã đánh giá không tốt về bà ta rồi cho nên là bà đang cố gắng để mà lấy lại cái hình ảnh của bà ta trong cái trận bão này nhưng mà rồi thì có vẻ như là đã thất bại ngay từ khởi điểm rồi thưa quý vị cái điểm của bà ta cũng ngày càng thụt hạng và có vẻ như là bà biết được cái việc đó đây cũng là do bà ta thôi thưa quý vị bà chọn giữ im lặng Bà chọn cách trốn ở dưới ống cống, không trả lời truyền thông báo chí. Và rồi cho đến bây giờ thì bà mới nhận ra đó là một cái hướng đi không hề đúng một tí nào cả. Thì bây giờ bà dồn hết cái nỗ lực để tham gia trả lời truyền thông báo chí. Nhưng mà những cái truyền thông này là toàn là những cái đài bênh vực cho bà ta không mà thưa quý vị. Nó nâng đỡ cho bà ta cho nên là bà ta cũng không có lo lắng nhiều. Đây, nội trong tuần này thôi thưa quý vị, bà đã tham gia với đài CBS, rồi chương trình The View, Stephen Colbert, rồi radio với ông với Howard Stern. Nhưng mà có vẻ như là bà càng mở miệng ra phát biểu thì người dân lại càng hiểu rõ về bà ta. Và khẳng định một điều đó là bà ta là một cái người bất tài, không đủ khả năng để làm được bất cứ điều gì thưa quý vị. Đây là một cái điển hình này. Trong cuộc trả lời với tờ View vào ngày hôm nay, khi được hỏi nếu bà có thể, liệu bà có làm điều gì khác biệt so với Tổng thống Biden 4 năm qua không? Thì bà cho rằng không có điều gì hiện ra trong đầu tôi cả. Và bà cho biết thêm rằng là bà đã tham gia vào hầu hết các quyết định của Joe Biden và nó có tác động. Chỉ riêng cái tuyên bố đó thôi thưa quý vị cũng để hiểu để cho chúng ta thấy được rằng là cũng phải để cho chúng ta suy nghĩ lại về cái việc có nên bỏ phiếu cho cái người phụ nữ này hay không. Ý bà ta là bà ta đồng ý với tất cả những gì mà Biden đã làm trong suốt 3 năm rưỡi vừa qua đó thưa quý vị. Chính bà đã thú nhận là bà đã tham gia vào hầu hết các cái quyết định quan trọng có cái tác động đến đất nước này. Vậy thì chúng ta nên tự hỏi rằng liệu những cái quyết định của bà ta trong suốt 3 năm rưỡi vừa qua trong số đó có cái quyết định nào mà nó mang lại lợi ích cho cuộc sống của chúng ta hay không? Nếu mà chúng ta trả lời không thì chắc chắn là quý vị đã biết cái người để quý vị chọn để bầu cho cuộc tranh cử năm nay rồi đó. Một người lãnh đạo mà không thể xác định được điều gì sai, điều gì trái để mà đưa ra cái giải pháp để mà khắc phục nó thì phải nói là quá tệ hại, phóng thưa quý vị. Kemala không có tầm nhìn của một người lãnh đạo Và bà ta cũng không có đủ thông minh để mà suy nghĩ, phản biện và đưa ra được cái giải pháp Bà ta là một cái người chỉ biết làm theo những cái hướng dẫn đã được soạn sẵn thôi thưa quý vị Điển hình như cái việc vào hôm vừa qua đó Khi mà bà ta cứ nói rằng là chúng ta còn 32 ngày nữa, còn 32 ngày nữa đó Khi mà cái máy chạy chữ nó gặp cái vấn đề trục trặc đó thưa quý vị vì vị còn nhớ là bà ta luôn là cái người cho rằng là đã đến lúc phải lật sang trang mới. Rồi bây giờ thì bà cho rằng là bà không biết phải làm điều gì khác biệt so với những cái gì mà Biden đã làm. Vậy thì cuối cùng là bà đã thừa nhận rằng là bà sẽ không có làm điều gì khác cho cái 4 năm kế tiếp của bà. Đúng không ạ? vậy thì chúng ta có thấy rằng là ba năm rưỡi vừa qua đất nước này nó có được tốt đẹp lên được một tí nào hay không hoặc là nếu mà quý vị còn chưa có thấy được mà vẫn còn tiếp tục muốn chọn bà ta thì quý vị cứ tiếp tục thì quý vị cứ ủng hộ cho bà ta đi để đến khi mà quý vị sáng mắt ra thì lúc đó chắc có vẻ như là đã quá muộn thưa quý vị nếu quý vị nghĩ rằng là quý vị sẽ chọn bà ta thì chắc chắn quý vị sẽ là cái người ưu tiên hàng sau chót của bà ta rồi sao nữa những cái tiền chúng ta đóng thuế đó đó là những cái số tiền mà bà ta sẽ gửi nó gửi tặng nó ra cho nước ngoài cho những cái thành phần mà chưa hề đóng một xu một cắc nào cái tiền thuế cho chính phủ này cho cái đất nước này và chắc chắn là chúng ta sẽ còn thấy được nhiều nhiều thành phần khủng bố và trộm cướp giết người ở nước ngoài sẽ tràn thêm vào đất nước này có vẻ như là bốn trăm ngàn cái thành phần giết người cướp của ở những cái nước láng giềng nó tràn vào đất nước này chưa đủ để cho quý vị thấy rằng là quý vị cần phải có một cái người thật sự có tài để lãnh đạo đất nước và có vẻ như là quý vị cũng thấy rằng là 99 tên khủng bố đã lọt vào được đất nước này vẫn chưa đủ để quý vị thấy rằng là nên phải chọn một cái người khác thay vì chọn camera Harris. Nó tóm lại là camera sẽ lợi dụng bất cứ cái sự kiện gì. Nếu mà bà ta biết nó sẽ giúp được cho bà ta giành được những cái lá phiếu của người dân. Có nghĩa là bà ta xem trọng cái quyền lực chứ bà không có hề quan tâm đến người dân. Chúng ta cần một cái người trưởng thành để mà lãnh đạo chúng ta. Chứ không phải chúng ta chọn bầu một cái đứa trẻ. Nếu mà nó không thấy cái gì vừa, nếu mà nó không thấy cái gì vừa là vừa ý nó là nó hờn dỗi, đổ thừa. Đất nước này đã bị lao xuống vực thẳm cũng là do chúng ta để cho một cái người không còn minh mẫn, bị lú lẫn lèo lái chúng ta. Chúng ta hiện tại bây giờ đang cần một cái người giúp chúng ta để đưa chúng ta thoát ra khỏi được cái hố sâu đó chứ không phải để cho camera tiếp tục đạp ga để đưa chúng ta vào lòng đất luôn thưa quý vị. Vẫn liên quan đến cái trận bão này thì thưa quý vị, hôm nay chính quyền của tiểu bang North Carolina cho biết rằng là họ đang điều chỉnh các cái quy tắc bỏ phiếu để đảm bảo rằng người dân ở những cái khu vực bị ảnh hưởng đó có thể bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử này. Tin cho biết hội đồng bầu cử của North Carolina đã thông qua một nghị quyết khẩn cấp lưỡng đảng nhằm cải cách quy trình bỏ phiếu sớm của tiểu bang này tại 13 quận. Theo ban bầu cử thì các điều chỉnh bao gồm thay đổi hoặc thêm các địa chỉ bỏ phiếu và duy trì tính khả dụng của chúng kéo dài thời gian mở cửa của một địa điểm bỏ phiếu và thêm hoặc giảm số ngày mở cửa của bất kỳ địa điểm nào trong thời điểm bỏ phiếu sớm. Cử tri ở các quận này cũng sẽ có nhiều thời gian hơn để yêu cầu bỏ phiếu vắng mặt với thời hạn là ngày 4 tháng 11 thưa quý vị. Thưa quý vị và cuối cùng một cái bản tin nữa mà chân như muốn gửi đến quý vị ngày hôm nay đó là một cái công đó là công ty phát triển bất động sản Kinh Bắc City Không biết Kinh Bắc hay là Bắc Kinh Tại vì cái tin này là của Mỹ thưa quý vị Đây là một cái công ty của Việt Nam Họ cho biết rằng là Công ty con của họ đã hợp tác Với The Trump Organization Là cái công ty của Tổng thống Trump đó Để phát triển một dự án Sân góp Và khách sạn trị giá 1,5 tỷ đô la Tại tỉnh Hưng Yên của Việt Nam Tin cho biết là một bản ghi nhớ giữa hai công ty đã được ký kết vào cuối tháng 9 trong các chuyến thăm Hoa Kỳ của Tô Lâm. Dự án bao gồm hai hệ thống sân góp 54 lỗ cùng với các mạng lưới khách sạn và khu nghỉ dưỡng và một khu phức hợp nhà ở hiện đại. Tin cho biết là hoạt động kinh doanh sân góp và khu nghỉ dưỡng là động lực lớn nhất tạo ra dòng tiền cho công ty của Tổng thống Trump, doanh nghiệp của gia đình ông nơi mà ông có hàng trăm công ty ông sở hữu. Vào giữa tháng 9 thì đại diện của bên Trump Organization cũng đã đến thăm tỉnh này và gặp gỡ các nhà chức trách Hưng Yên để mà thảo luận về các cơ hội đầu tư. Phó chủ tịch điều hành là con trai của con trai thứ hai của cựu tổng thống Trump cho biết rằng là rất vui khi mà bước vào thị trường năng động này tức là Việt Nam đó và cho biết rằng là Việt Nam có tiềm năng trong ngành khách sạn hạng sang và giải trí. Theo Hiệp hội Golf Việt Nam thì Việt Nam với dân số 100 triệu người thì hiện có khoảng 70 sân golf và 100.000 người chơi golf địa phương thưa quý vị. Đa số là các lãnh đạo. <laughs> đó cũng là một cái bản tin mà không biết Mà có vẻ như là bên Việt Nam họ chưa có loàn cái tin này thưa quý vị. Vâng và đó cũng là cái bản tin cuối Mà Trân Như muốn chia sẻ đến tất cả quý vị và các bạn Trong ngày hôm nay Và xin cảm ơn phần theo dõi của quý vị Và xin hẹn gặp lại quý vị vào bản tin ngày mai